Hội thao chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hai người biết mặt sẽ chụp nhau nhưng mà có tín hiệu mọi người cần phải chụp của nó. Và mình sẽ tiếp tục tập phần. Các đội chú ý đi. Gà nhà đá nhau à? Khi mà đã thi đấu rồi thì không có gà nhà đi giả ba rồi. Hello, là ra chưa có tín hiệu của chúng ta lắm, mọi người có thả lỏng ra thế nào? Nó có tín hiệu từ đâu mà cứ kéo làm gì? Đây thì các tổ trọng tài kiểm tra người lại nhá, có gì báo lại nhá. Loa rẻ quá. Các đội thứ hạng lẩu rơi đây em. Chờ đến nào có tín hiệu thì chúng ta mới vào thi đấu. Nhiều người có biết đường ấy. Chờ ra. Còn một trận nữa mà. Thank you.
nhẹ nhẹ tay thôi nhá. Vận động viên bụng to nhất công ty. Đây tổ trọng tài ta kiểm tra người nhá, bao giờ các đội đủ thì có lại giơ tay để báo về cho tổng tài biết để làm luôn nhá. Đây là người ngoài hành tinh. Bên giơ tay đã đủ người chưa? Bên đã chưa? Hai đội là chuẩn bị này. Chơi thả dây là chơi bẩn rồi. Tí nữa mới chơi cơ mà. Bỏ ra ngoài con ngã. Bỏ ra ngoài. Cái đĩa đấy là không được tính nhá. Ném chuẩn vào. Có một cái ném vào dọa cái phô rơi. Bỏ lại chúng ta bỏ. Chúng ta phải lên tới vạch nhá, bắt đầu mới được ném xuống bờ, tự đổ. Lên vạch nhá.
Hôm nay chú ý nha, mọi người để tiến lên tới vạch đích theo người ta mới ném vào sổ nha. Dài quá. Dài ra còn lại. Thôi 1 phút nữa. Đừng chạy nữa. Xin lỗi. Cố gắng cho 1 phút. Cố gắng rồi. Dám bay thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người đã được. Mọi người chỉ có thôi. Còn 5 giây thôi. Phải thì mới được tính tiền. Thay đổi nhanh lên thời gian. Sắp lên rồi. Cái này là người ngoài hành tinh. 10 12 14 16 18 hai đội tiếp theo sẽ là 20 22 24 26 28 30 em thừa được 30 cái đĩa. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 hai đội nhau. Hai đội ngang nhau thì bây giờ cho em 5 người vào đi. Cho hết một lượt đi. 5 người vào đi trong vòng 1 phút. Xin cất cả mọi người đứng vui ra. Đứng xa chỗ thi đấu các cầu thủ ra để đỡ cản trở cho các cầu thủ thi đấu. Ôi, quay lại, lần sau quay lại được bên này nhá. Quay vòng nhanh hơn, lùi lại lâu mất thời gian. Đấy, đấy cơ. Ui. Hãy
Đây là vận động viên Điền Kinh. Cái nào ra ngoài là không được tính điểm. Chú ý ném cho chính xác, không phải đi bất công. Ra ngoài rồi. Sao 20 giây mà lâu thế? Ném nhẹ thôi.
chạy lên đây hết hơi rồi ném ra ngoài. Ui giời. Chúng ta
đến các cổ động viên chúng ta đứng hoàn toàn để cho các cầu thủ thi đấu. Tổ trọng tài xem ba đội đã đủ chưa? Rồi đoàn tàu có vẻ là chậm lại rồi đấy. Sao hai tài xế
cứ đi bình tĩnh, không đau rồi mọi cả. Ai được cầm vào cổ chân nhá, không được xách quần vậy đâu. Sao lại ôm cả anh vậy? Quay lại thì sao? Đoàn cầu nào mà bị đứt chân rồi thì phải quay lại để cho nhóm khác đi tiếp nha. Đội bên in là chân ngắn được rồi. Đoàn cầu quay lại từ đầu, không tính. Chưa đến và đã ra rồi. Đúng rồi, cứ nhẹ nhàng chơi như thế này nè. Mọi người đừng quá là vô vập. Nhung ơi, cố lên em. Nhung ơi, cố. Đấy, cứ đi chậm chậm như này là ok đấy. Chậm luôn rồi. Tiếp tục, in tiếp tục, áo mới xin tiếp tục đi, nào. Mình say gì ạ? Sao đâu không? Đấy, bên đây quay lại từ đầu nào. Trời. Còn 7 giây. 5